Vui sự với chị. Dạ, kênh Bằng Sang Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị. Các vui trở lại kênh cũng như trở lại bài kiện của Ngọc Điệp ở Chà Lách Bến Tre của chú anh chị các bạn. Cái này cái gì? Hôm nay tiếp tục mình lên clip mới nha. Mong cô chú anh chị yêu thương thì thích cây nhãn cái nào, hợp gu cái nào thì mình liên hệ ha. Để mình chọn cây nghĩ cho kiện cho Tết. Tết luôn ha. Đó. Rồi clip đã mất thời gian ha. Thì mình đi sơ cho cô chú anh chị xem rồi đó. Địa điểm thì mình đến tại vườn thì có giá hữu nghị luôn hả chú anh chị các bạn. Để lọc thành phẩm, cúc, tất cả thứ đều có ha. Rồi chào em đẹp ơi. Dạ em xin kính chào. Người nói đầu tiên xin chào cô chú anh chị em, cô bác gần xa yêu thích mai vàng. Em tên Ngọc Điệp. Em địa chỉ của em là ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại giao lưu của em là 0968282738 và số này hiện tại em đang xài Zalo. Cô chú anh chị em mình ai ấy thì kết bạn Zalo với em. Có những cây tên clip em bán rồi thì kết bạn Zalo, em sẽ gửi những cây khác và những thông số khác cho cô chú anh chị em mình chọn lựa cây. Để không mất thời gian thì em xin phép vô cây số 1 luôn. Dạ. Cây số 1 là cây cúc 36 cánh. Hôm nay cái clip này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là gồm có cúc 36 nè, Dảo Thủ Đức, Đại Lộc, Dưới Phú Tân. Cây số 1 là cây cúc 36 cánh. Dưới đây là mã số là 1D. Rồi, mã số 1D của chú nhìn các bạn ơi. Đây đẹp nha. Một con thú ngồi nằm. Hình gốc này là 14. Nụ tán ngang là 76, bao la nụ luôn kìa. Chiều cao là 84. Để tới trên mới có nhóc nha, nhóc sang lúa. Đây Tết nở là trắng bông. Cái 1D này là cúc 36 xin giao lưu với cả nhà mình là 900k nhé. Em bao phí ship toàn quốc. Rồi xuống giùm em luôn cây số 1. Tiếp tục cây số 2. Cây 2D. 2D của chú chị bạn. Cây bonsai nha. 2D. Cây này đẹp. Cây này là cây bonsai để bàn rất đẹp luôn nè. Tàn rất là lùm. Mình đi để bàn ok ha. Dạ. Hình gốc là 15. Quá trình luôn. Tán ngang là 55. Chiều cao là 51. Cây này là cây bonsai nhé. Rồi quay. Cây 2D này em xin giao lưu với cả nhà mình là 500k. Cây này đẹp thú vị luôn chú anh chị bạn. Rồi xuống cây trời này. Luôn. Cây quá đẹp ha. Cây này là cây 3D nhé. Rồi cây số 3D. Cây này là cũng cúc 36 cánh. 36 cánh này chú anh chị các bạn. Hoành 14. Qua nụ. Tán ngang là 86. Góc luôn ha. Cái đầu là có đó đây. Chiều cao của mình là 52. Rồi. Cái này tàn rất quá nhiều. Quá đẹp ha chú anh chị các bạn. Cái 3D này xin giao lưu với cả nhà mình là 700.000 nhé. Rồi 700.000 3D của chú anh chị các bạn. Nụ nhóc trơn, tàn rất là bự ha, dìm vô dây là rất đẹp tròn, tròn luôn nha. Cây này là cây 4D, cúc 36, cây này là cây bonsai nhé nhé. Đẹp hay đấy, đẹp hay chú Duy bạn. Còn do khúc ha, thở cũ luôn. Hoành 15. Rồi, hoành 15. Tán ngang 59. Đụng chơi Tết là khỏi chơi nha chú anh chị các bạn. Chiều cao 57. Cây 4D này xin giao lưu với cả nhà mình là 500k nhé. Chộp đỏ cây luôn. Cây 6D. Trắng lành. Cái này cũng là cây cúc 37. 36 cánh. Trắng lành đổi vị trí.
nhắn lên hả? Hoành 16. Rồi, hoành 16. Ủa? Hả? 18, 19 đi. 19. Nhìn lộn. Trời nắng. Tá ngang là 79. Nụ nhóc nghe xuống gì các bạn. Chiều cao là 64. Cái cúc 36 này cho luôn với cả nhà mình là 700k nha. Rồi xuống. Rồi, đổi cây luôn. Cây này là 8D hả? Đấy quá luôn. Cốc này cốc quá lâu đơn luôn. Ủa chơi Tết bao la ha. Khỏi chơi ha. Hình gốc là 14. Cái gốc này gốc đẹp quá nha. Ừ. Con xài. Tán ngang là 78. Chiều cao là 86. Trời. Rồi. Cái này vô lô giá luôn. Cái này là 700k nha. 8D là 700k. Rồi, 700k. Cái gốc đổi này rất đẹp nha. Nắng lên thì đổi hướng qua đẹp. Cái đuôi. Hòa trời, cái này quá trời luôn, gốc quá trời đẹp luôn. Cây xù luôn. Cây xù cơm. Cây này là cây 9D ha. Cây này giống con thú. Cây này là cây dạo Phú Tân. 9D này là dạo Phú Tân. 9D. Lộn ha. Nhóc ha. Hình gốc 16. Rồi. Ủa, cái này hình thú nè. Cái này đẹp nè. Cái này là cây dạo Phú Tân nha. Tán ngang là 60. Chiều cao là 68. Cây 9D này em xin giao lưu với cả nhà mình. Cây dạo Phú Tân là 700.000. Rồi 700.000 hả chú anh chị các bác ơi. Cây đó là cây 9. Cây 10. 10D là cây cúc 36 cánh. Thì cúc 36 cánh nụ bao la chứ. Hình 16. Thì Tết đều hồi nãy giờ cây nào cũng đều hết. Tán ngang là 72. Chiều cao là 70. Nụ nhóc ha. Cây 10D này em xin giao lưu với cả nhà mình là 800.000 nhé. Rồi đổi cây luôn. Rồi xuống cây nè. 11D. Cũng là cây cúc 36 cánh. Để. Hình 14. Đắt lượng khá đẹp ha. Tối quá đi. Tán ngang là 79. Chiều cao là 72. Cây 11D này xin giao lưu với cả nhà mình là 700.000 nhé. Rồi, 700.000 hả cô chú anh chị các bạn. Dạ. Rồi. 12D. Đấy. Cúc 36 luôn. Trời, cái củ này cũng gì kỳ vậy? Củ quái. Hoành 17. Củ hả? Củ hơi mì hả? Tán ngang là 67. Quái quái mà. Chiều cao là 57. Cây 12D này xin giao lưu với cả nhà là 500.000 nha. Cây 13D cũng là cây cúc 36 nha. 12D 500.000 rồi, 13D đây là 13D. 12D là 500. Rồi. Cây này là cây 13D. Rồi, giá đồng số luôn. Hoành gốc là 18. Này rất là thú, tương vườn mà. Tán ngang là 84. Nụ khỏi che luôn. Chiều cao là 62. Cây 13D này xin giao lưu với cả nhà mình là 800k nhé. Rồi, 800k hay cái gì các bạn. Để đẳng hướng. Cây này là cây hãy quay qua đây nhìn hướng sống. K
Cây này 19 hả? Ủa đâu? Cây đó bao nhiêu anh Sang? Cây 14 đi. Đổi hướng nha chú anh chị các bạn. Nắng rồi đổi hướng hoài luôn. Hành gốc là 10. Rồi, hành gốc 10. Rồi, nụ luôn. Tán ngang là 68. Má xa nụ luôn ha. Chiều cao là 56. Gốc luôn. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình, cây 14D này nè, 600 ngàn nha. Rồi, quan trọng đó. Rồi, đó cây luôn. Mười lăm D. Rồi, 15D hả chú anh chị? Cây này là cây 15D, là cây dảo Thủ Đức nhé. Tất cả đều thành phẩm chơi Tết nha chú anh chị các bạn. Nụ bao la luôn ha. Cây nãy cây nào cũng vậy. Cây này nụ dở lên nè. Đế đẹp luôn nha. Hành đế 15. Một kiếp chắc là to luôn. Tán ngang là 92. Theo. Chiều cao là 72. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình là 700k nhé. Rồi 700k của chú anh chị các bạn ơi. À, số 15D phải không? 15D. Rồi đó cây. Đại Lộc hay không? Cây 16D là cây Đại Lộc nhé. Cây đây em thấy ngoài Đại Lộc thành phẩm hả chú anh chị các bạn? Dạ. Lộc. Trúng vô. Nó đẹp luôn ha. Nụ nhóc nè. Hoành 16. Rồi, hoành 16. Tán ngang là 89. Lúc lúc nụ nhóc ha các chú anh chị các bạn. Chiều cao là 82. Cái Đại Lộc cây 16D này, cây Đại Lộc này em bán 1.200.000 nhé. Rồi, 1.200.000 ha chú anh chị các bạn ơi. Rồi, đó cây. Tiếp theo cây 17 ha. Cây 17D. Rồi bonsai luôn. Thành phẩm chơi Tết luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Rất là đẹp luôn ha. Đẹp bá luôn ha. Được. Có cái đế thì nó không được cái ấy luôn ha. Nó không được cái này nó đẹp ha. Dạ. Cái này nó bị cái nó lâu rồi mà nó liền hết rồi anh. Mình chơi cái kiểu khác bây giờ mình vẽ mình sơn lại cô chú anh chị. Nụ nhóc hết chú chị ba để lọc thành phẩm ha, nụ bao la luôn. Mình đi dướng cái cây này. Gì không? Ba mấy anh? Cho 30 đi. Này 34 mình cho 30 đi chứ. Tại dướng luôn nha chú chị các bạn thành phẩm mà. Cái này thì lúc nãy anh nhìn cái tên này nè, đang cần dài dài, dài đâu dài. Có lá đâu. Quá xá luôn. Để trên luôn ha. Tán ngang là 97. Chiều cao là 82. Cái cây 17D này xin giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu nhé. Rồi 4 triệu hứa chú chị các bạn ơi. 7D. Cái này nó yếu quá. Cây 18D. Theo cây 18D hứa chú chị các bạn. Này rất là đẹp ha. Tàn rất là tròn vô sẵn, tạo dáng bonsai sẵn ha. Cái này là xong hết, tận vô tàn hết rồi nè. Do cái gốc này nó bự quá quay nó. Nặng cây lắm nghe chú anh chị. Bầu cái này phải luôn. Hai người khiêng. Thành gốc là 26. Rồi, quảnh gốc 26. Tán ngang là 88. Chiều cao là 89. Em xin giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu luôn nha. Rồi, giá 4 triệu luôn ha, mã số 18D. Cái này không giống luôn nè. Rồi, tiếp theo 19D của chú anh chị các bạn ơi. Cũng rất là đẹp luôn ha, bonsai luôn. Dạ. Rồi, dán sẵn luôn ha.
Mà cái cây bông này, cái lô này của em là bông đại lộc này nó rất chuẩn nhé, 54 cánh nhá. Nó sẽ không bị đất, tại vì cái này em ghép F1 hết trơn rồi. Hành gốc 17. Tỏi chê nụ luôn chứ các bạn, sản phẩm đại lộc thì không có chú tỏi chê đủ bao la luôn. Tết thì bạc bông tán ngang là 78, chín tàn luôn ha. Chiều cao là 82. Đấy đẹp, tạo giá mô sai sẵn luôn. Cây 19D này xin giao lưu với cả nhà mình là 3.500.000 nhé. Rồi, 3.500.000 của chú Diệu Băng ơi. Tiếp theo 20D. 20D. Cây này là cổ xù ra quá, chào quay quay cho con quay dạ. Nữa quay đây. Đẹp hơn chú anh chị các bạn dạ. Rồi hoành 30, hoành 30 tán ngang là 88, tạo dáng sẵn chiều luôn cao đó. Là 86. Cái này xin giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu nhé. Làm bao phí ship toàn quốc. Và... rồi 4 triệu thưa chú anh chị các bạn ơi, mã số 20D bao ship toàn quốc luôn của chú anh chị các bạn ơi. Cô chú anh chị sẽ liên hệ luôn ha. Yêu thương liên hệ trực tiếp thôi. Hợp nhãn cái nào liên hệ luôn nha chú anh chị các bạn. 21D. Rồi mã số 21D. Mai vàng, mai trắng có luôn, có cây cái mai trắng ở bên đó của chú chị hốt thì chê luôn, bán luôn cho luôn luôn. Mai trắng ngọc điểm. Nãy giờ chưa nhìn ra nói mai trắng tới ngọc điểm mới cười. Từ giới em tính hỏi anh mai trắng ở chỗ nào. Thạch mai. Đây là cái gốc này là gốc quái luôn nha, một hình con thú đang nằm luôn nhé. Bán mai không được rồi quay qua bán bà chủ luôn hả? Bán bà chủ luôn. À, hình gốc 25. Hình gốc 25 nha chú chị các bạn. Tán ngang là 70. Ngọc luôn. Chiều cao là 74. Gốc hình quái này xin giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu nha. Em bao phí ship toàn quá. Rồi 4 triệu luôn của chú chị các bạn ơi. Rồi đổi cây luôn. Dạ. Chú chị yêu thương lại liên hệ trực tiếp ha. Mình nói rồi đó, có cây bạch mai đó ha. Cô chú liên hệ yêu thương thì liên hệ em số điện thoại là 0968 282738 và số điện thoại em cũng đang xài Zalo nhé. Cái này là cây 22 hả anh? 21. 22. Cây đó hả mấy anh Sang? Cây đó hả mấy anh Sang? Anh mới khiên cây hả mấy ạ? 21 hay 22? 22, cây này 22D. Đủ rồi ha. Đúng rồi. Cái này 22 đúng rồi. 22. Rồi cái này thì nụ cứ núp vô nó. Cha nụ luôn. Anh coi bộ đế nè, coi gốc nè. Để gốc ha. Gốc nè. Ừ. Bá lử luôn. Ừ. Ở đây nè còn có rễ nó nằm hai bên đó nè, trụ cái nè. Bên này nè. Chân á. Cái chân nó. Là hai chân á. Nó quay. Thủ hai chân. Trên hai chân dưới đầy đủ ha. Hình gốc là 26. Gió thôi. Tán ngang là 79. Chiều cao là 95. Cây 22E này giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu nhé, 22D. Rồi 4 triệu hả chú anh chị, 22D. Rồi đó cái lùn rất là bự nha chú anh chị các bạn. 23D là cái giảo Thủ Đức nhé. Rồi giảo Thủ Đức nha chú anh chị các bạn. 23D là cái giảo Thủ Đức. Cái này là gốc xù rồi. Cái này là gốc xù. Quạnh 18 nha chú chị các bạn. Tán ngang là 67. Này có luôn. Chiều cao là 88. Tới trên luôn. Kiến cắt hả? Dạ. Cây gốc xù này em giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu nhé. Rồi, 1 triệu thôi chú chị các bạn. Mã số 23D. 23D 1 triệu.
Cây 24D cũng là cây giảo Thủ Đức nhé. Rồi, 24D cũng giảo Thủ Đức ha, tàn cũng khá là đẹp hơn chú Nhiên Bang. Ông nội chơi Tết luôn nha. 15. Rồi, 15. Cái này nó có một cái tay cầm ở đây, có cái ghế nữa là nên cái tay cầm. Tán ngang là 66. Chiều cao là 87. Đồ bao la ha. Dạ. Cái gốc quán này dây xin giao lưu với cả nhà mình là 900k nhé. Rồi, 900k có xuống gì các bạn ơi. Gốc 24. 24D. Dạ, lên đi cho. Rồi gốc 25 này là gốc kết thúc cái clip này luôn nhé. Gốc 25. Rồi, gốc 25D rất đẹp ha. Rồi, cái này gông quá chứ không được luôn. Rồi, nó khỏi sao. 25. Cái này là gốc bể xù nè. Thôi quả nha chú chị các bạn. Hoành 17. Rồi, hoành 17. Tán ngang là 72. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 95. Ngầu bao la luôn ha. Cái này xin giao lưu với cả nhà mình là 900k nhé. Rồi, 900k của chú chị các bạn ơi. Đó. Cái giỏ Thủ Đức này cây 25. Cô chủ chạy tên cái nụ dạ. Nút nhóc hết luôn. Dạ. 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 Rồi cái này mã số 25D ha. Dạ. Dạ, cái này cũng xin kết thúc cái video này. Và xin cảm ơn cô chú anh chị em gần xa xem clip vui vẻ và chọn được cây ưng ý. Chọn được cây nào thì liên hệ qua em số điện thoại là 0968 282738. Em xin cảm ơn và xin chào cô chú anh chị em mình và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình cái clip lần sau đây. Nói chuyện đấy. Nói chơi nha. Rồi xin cảm ơn, xin chào Ngọc Đẹp chia sẻ ha. Cũng cảm ơn cô chú bỏ thời gian xem ha. Cô chú anh chị em thích cái nào liên hệ trực tiếp với Ngọc Đẹp giúp kênh hết chú anh chị các bạn. Rồi ở đây có bán sỉ luôn ha. Rồi bắt đầu mình xin chân cô cái chào. Oh, ha. Cây cúc thọ hương đẹp phải ha, thiệu luôn cúc thọ. Rồi xin chào luôn cô chú chị bạn ơi, đó cây cúc thọ hương chú chị bạn.